nối tiếp thưa quý vị đó là dân biểu. You guys, give it up for Lou Correa. Let's make some noise. Đây là phái đoàn của dân biểu Alan Lowento, thưa quý vị. Another big round of applause for Lou Correa. All right, up next is Congressman Alan Lowenthal, represents the 47th Congressional District, which includes cities and parts of Little Saigon, Westminster, Garden Grove, Midway City, Stanton, Cypress, Los Alamitos, Anaheim, Buena Park, and Long Beach. Now, Congressman Lowenthal is the co-chair of Congressional Caucus on Vietnam and an executive committee member of the Tom Lantos Human Rights Commission. Now, Congressman Lowenthal has been serving the Vietnamese American community for many years and is a champion of human rights, democracy, prisoner of conscience, and religious freedom of Vietnam. He's also a strong advocate of protecting health, Medicare, Social Security, education, and fair immigration system for all families. Và dân biểu Alan Lowenthal, phái đoàn vừa bước qua, bây giờ là tới ông dân biểu liên bang Holly Ruda. All right, Congressman Harley Ruda is a businessman, husband, and a father who ran for Congress because of corrupt and careless politicians failed for us too long. Prior to Congress, Harley Ruda spent his career working to grow business large and small, helping create and support thousands of jobs to help our workers get ahead through hard work, honesty, fairness, and respect. Guys, give it up for Congressman Harley Ruda. Woo-wee! Và nghị sĩ Quốc hội Harley Ruda là một doanh nhân, chồng và cha, người đã ra tranh cử Quốc hội vì các chính trị gia tham nhũng và bất cẩn đã làm thất bại quá lâu, thưa quý vị. Và bây giờ là Liên đoàn Hướng đạo Chi Lăng. Liên đoàn Chi Lăng được thành lập 22 tháng 2 năm 1979 và cũng là Liên đoàn Hướng đạo Việt Nam lâu năm nhất tại Hoa Kỳ, và tôn chỉ sinh hoạt dựa trên nguyên lý và phương pháp hướng đạo thế giới, và đồng thời là lưu truyền truyền thống hướng đạo Việt Nam, thưa quý vị, và cũng là thành viên của Hội Nam và Nữ Hướng đạo Hoa Kỳ, cũng như là của Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam. Và Liên đoàn Hướng đạo Chi Lăng cho tới ngày hôm nay đã vinh dự có được 90 đại bàng và 44 giải hoàng kim, thưa quý vị. Come on guys, make some noise. Make some noise. Established on February 22nd, 1979, as the oldest active Vietnamese American scout troop in the U.S. as a Vietnamese American scout group, Liên đoàn Chi Lăng's main purpose is to adhere to the world scouting principles and methods, as well to retain the Vietnamese scouting traditions. Guys, give it up to them. Big round of applause. Let's go. Liên đoàn Chi Lăng. Và đây cũng là một trong những chương trình có tính cách giáo dục vừa thể xác vừa tinh thần nữa, thưa quý vị. Nên các quý vị phụ huynh nhớ cho con em tham dự vào các liên đoàn hướng đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong đó có Liên đoàn Hướng đạo Chi Lăng. Đây là trung tâm võ thuật và giáo dục môn phái Hoa Ràng Quan Taekwondo Đặng Huy Đức. Yes, thưa quý vị, đây cũng là một trong nêu cao tinh thần sức khỏe. Và giáo sư Đặng Huy Đức trên xe đang cầm hai lá cờ Mỹ Việt, và trên xe nếu chúng tôi không lầm là có thành viên trong gia đình. Võ sư Đặng Huy Thiệu, hôm nay làm bác sĩ Đặng Huy Thiệu làm tài xế, và con gái của gia đình của võ sư Đặng Huy Đức. Sở dĩ Minh Phượng biết như vậy là thưa anh Quang Việt, thưa Tony cũng như là Julie, là chào sư phụ. Và thưa quý vị, nối tiếp sau đây là võ sinh của giáo sư Đặng Huy Đức. Giáo sư Đặng Huy Đức đã chiếm giải vô địch Taekwondo Việt Nam vào năm 1966 và vô địch Á Châu năm 1969 tại Hồng Kông.
với ba huy chương vàng quyền đấu và công phá. Và suốt hơn 57 năm qua thì đích thân giáo sư Đặng Huy Đức đã đào tạo hàng chục ngàn võ sư đai đen tại Việt Nam và trong lực lượng cảnh sát quốc gia trước năm 75 cũng như là tại Hoa Kỳ nữa. Và có nhiều đệ tử đã thắng huy chương vàng tại Việt Nam, tại Á Châu, Hoa Kỳ và thế giới. Tuy nhiên mục tiêu của võ đường Đặng Huy Đức là tinh thần tự thắng mình. Và võ đường Đặng Huy Đức tọa lạc tại đường Macfadden, góc đường Magnolia, địa chỉ là 9025. Thưa quý vị. Guys, come on, make some noise for these talented athletes right in front of us here. This is Master Đặng Huy Đức, belongs to the Taekwondo International and the World Association. Master Đặng Huy Đức won the Taekwondo Vietnam Championship in 1966. Come on, guys, big round of applause. Let's go. Võ sinh vừa mới biểu diễn, thưa quý vị, Tí Hồng chỉ có 4 tuổi thôi. Woo! Guys, this is amazing stuff. We need to give some more energy for these guys. Come on, make some noise. Come on, make some noise for these athletes down there. Let's go. Jeez. Guys, another big round of applause for them. Come on. Amazing athletes down there. Big round of applause. Let's go. Wow. Yeah. Wow. Come on. Chúc mừng năm mới. Come on. Thank you so much. Thank you. Và thưa quý vị, võ đường Đặng Huy Đức có hơn 133 võ sinh trong ngày hôm nay. Và còn nhiều nữa, tuy nhiên là chỉ có em nào trên 7 tuổi thì mới được tham dự trong chương trình hôm nay, và cũng có pháp tùng của các phụ huynh đi theo cùng với lại võ sinh của võ đường Đặng Huy Đức. Đúng là học trò, cho nên là ca tụng sư phụ ha, anh Quang Việt. Wow. All right guys, coming right behind them is the Westminster High School. Make some noise for them. Let's get loud for Westminster High School. Now, 2,600 students at this school. It's the home of Scholars Champions and has been serving the city of Westminster for over 60 years. Now, Ms. Amy Sable currently leads Westminster High School as the principal, boosting and strong academic program with 20 AP courses and a college pathway, AVID, Healthy Academy, Merit programs. Westminster High has been represented in Orange County in the state schools with a working farm and agriculture program. Representing the school today are a fabulous staff and students with swag, and especially our Huntington Beach and Union High School Board of Members. We also want to recognize all the Westminster High School students volunteering in today's event parade. Again, Westminster High School, make some noise for them. Và đã được phục vụ thành phố Westminster trong suốt hơn 60 năm. Cô trong danh sách ở đây là cô Amy Sable, hiện đang là hiệu trưởng của trường trung học Westminster và cũng tại một chương trình học tập mạnh mẽ với hơn 20 khóa học MV và chương trình EVIT, học viện y tế và các chương trình khác nữa. Trường trung học Westminster đã đại diện cho Orange County trong các trường học của tiểu bang với chương trình nông nghiệp và công nghiệp. Và một lần nữa, trường trung học Westminster muốn nhìn nhận tất cả các sinh viên trường trung học Tây Nguyên tuyệt vời trong ngày hôm nay. Guys, make some noise, Westminster High School Entertainment Unit right here. Is that the color guard? Make some noise for them. Marching band right behind. Let's go. Westminster High School right in front of us.
hay quá. Đánh bản nhạc Việt hay quá. Great stuff, guys. Thank you so much. Now sitting in the convertible is Fountain Valley Mayor Cheryl Brothers in Latin Vu with the Fountain Valley Rotary Club. This charity club is serving the local community, has helped eradicate polio around the world. Walking with a delegation from Fountain Valley Rotary Club, Mayor Pro Turn Michael Vo and his wife Catherine Vo. Mr. Michael Vo was the first Vietnamese American elected to the Fountain Valley City Council since 2010. Big round of applause for Michael Vo, everybody. Và thưa quý vị, trước mặt chúng tôi khán đài hai hình ảnh quen thuộc mà mỗi năm đội diễn hành, đó là Phó Thị trưởng thành phố Phạm Văn Lê, Michael Võ cùng với phu nhân. Trong khi đó thì là trên xe là Thị trưởng thành phố Phạm Văn Lê, Cheryl Brothers và luật sư Lam Vũ đại diện cho Phạm Văn Lê Rotary Club. Thưa quý vị, đây là hội thiện nguyện phục vụ và giúp đỡ cộng đồng địa phương và đã góp phần lớn trong việc ngăn ngừa bệnh bại liệt trên thế giới. Và các đại diện của thành phố Phạm Văn Lê đã đi chung Rotary Club cùng với lại Phó Thị trưởng Michael Võ và phu nhân Catherine Võ. Và quý vị cũng biết là ông Michael Võ là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đắc cử vào Hội đồng thành phố Phạm Văn Lê kể từ năm 2010 và đã từng là thị trưởng trong những năm 2014 và 2018. Thưa quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay cho Hội đồng thành phố Phạm Văn Lê. Và kế tiếp quý vị là Hội đồng thành phố Garden Grove, the Garden Grove City Council. We have Mayor Steve Jones, his wife Manny and sons Jaden Ashton, Thị trưởng Steve Jones cùng phu nhân và hai con trai. We also have Mayor Pro Tem John O'Neill of District 2, Phó Thị trưởng John O'Neill. We have Council Member Deidre Thu Hà Nguyễn, sons Leon, Ethan and Kai. Mother Nancy Phương Nguyễn and Aunt Mrs. Hà Nguyễn of District 3. Nghị viên thành phố Deirdre Thu Hà Nguyễn thuộc địa hạt 3 cùng các con trai và thân mẫu và bà Nancy Phương Nguyễn và dì Hà Nguyễn. We also have council member Stephanie representing District 5. Nghị viên Stephanie của địa hạt 5. Council member Kim Nguyễn of District 6. Nghị viên Kim Nguyễn của địa hạt 6. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho Hội đồng thành phố của Garden Grove. Hội đồng thành phố Santa Ana, Mayor Miguel Pulido, City of Santa Ana. Kể từ lần đầu tiên được bầu vào Hội đồng thành phố Santa Ana 1986, Thị trưởng Miguel Pulido đã trở thành một lực lượng chính trong phục hưng của cái kinh tế của thành phố. Ông tập trung vào nỗ lực của mình với việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả dư dân Santa Ana. Since he was first elected to Santa Ana City Council in 1986, Mayor Miguel Pulido has been a major force in the renaissance and economic revitalization of the city. He has focused his efforts on improving the quality of life for all Santa Ana residents. Mayor Pro Tem Juan Villegas, City of Santa Ana, đại diện thành phố Santa Ana, ở phường 5 là thị trưởng Pro Tem Juan Villegas. Ông là con thứ hai trong 7 người con của cha mẹ nhập cư Mexico. Ông là người ủng hộ cộng đồng Việt Nam và tự hào đã hỗ trợ Thượng viện Bill 895 ký thành đạo luật vào tháng 9 năm 2018. And now representing the city of Santa Ana in Ward 5 is Mayor Pro Tem Juan Villegas. He is the second of 7 children to Mexican immigrant parents. He is a supporter of the Vietnamese community and is proud to have supported Senate Bill 895 signed into law in September of 2018. City of Santa Ana Council Member Jose Solorio. Chúng tôi rất vui khi có ủy viên cộng đồng Jose Solorio với chúng tôi ngày hôm nay, sinh ở Michoacán, Mexico. Anh là người ủng hộ tuyệt vời của cộng đồng Việt Nam, con trai của công nhân nông trại nhập cư Jose Solorio.
We have here representing the city of Santa Ana in Ward 2 is council member David Penazzola. Born in Santa Ana, raised in the Memorial Park neighborhood, council member Penazzola is the youngest of three children to immigrant parents of Guerrero, Mexico, a product of our school district, and is a proud supporter of the Vietnamese community. Guys, make some noise for these council members. Come on, big round of applause for all of them coming down the street right now. Big round of applause. And up next, we have Phil Becerra, who was elected to Santa Ana City Council to represent Ward 4 in November 2019. Councilmember Becerra is the second Asian American and first Filipino American elected to the Santa Ana City Council. The council member previously served on the Santa Ana Planning Commission for 5 years and on the city's General Plan Advisory Group and the Historic Resources Commission. He served 2 terms as an appointed member of the Orange County Transportation Authority Citizens Advisory Committee. City of Santa Ana Council Member Celilia Iglesias, thành viên hội đồng Iglesias bầu vào hội đồng thành phố Santa Ana 2018, đại diện cho phường 6. Trước khi phục vụ trong hội đồng thành phố, CC từng là hội viên của hội đồng học khu thống nhất Santa Ana từ năm 2012 đến 18. Và kế tiếp thưa quý vị, ở trên xe cũng như là ở dưới cầm hai lá cờ, nghị viên, chủ tịch hội đồng giám đốc sở môi trường vệ sinh Miguel City, nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Trí, thưa quý vị một lần nữa trở lại với quý vị. Trên xe là phu nhân của ông và ông cũng được biết với cái tên quen thuộc là Charlie Nguyễn Mạnh Trí. Ông đã có quá trình hoạt động tích cực trong cộng đồng người Việt trong suốt hơn 3 thập niên qua. Năm 2016, ông đã đắc cử chức giám đốc sở môi trường vệ sinh Midway City. Năm 2018, ông đắc cử vào nghị viên thành phố Westminster. Và hiện nay, ông cũng đang là chủ tịch hội đồng giám đốc sở môi trường vệ sinh Midway City và nghị viên thành phố Westminster. Thưa quý vị. Right, President Charlie Nguyen was first elected in 2016 to serve on the Midway City Sanitary Board and is proud to be serving as the board president. He was elected as Westminster City Council member in November 2018. Midway City Sanitary District provides quality sewer and solid waste service to the people of Westminster and Midway City since 1939. Some of the board of directors right in front of us is Chi Charlie Nguyen, Sergio Contreras, Andrew Nguyen, Al P. Krippner, Margie Rice, and General Manager Ken Robbins. A big round of applause for everybody down there. Woo! Guys, we need some more energy than that. Come on. Get on your feet. Come on, let's get Westminster Water Division. Let's get wild for them. Woo! Và kế tiếp vừa bước qua là của xe của nghị viên Sergio Contreras, thưa quý vị. Và thêm nữa là chúng tôi, trước mặt đây chúng tôi có xe của ông Andrew Nguyễn. Wow! Của Midway City! All right, guys, Westminster Water Division promotes all the water that comes out of every faucet in your home and is safe to drink. Don't waste water, save water and money. Westminster Water Division, give them a round of applause, guys. Who wants a free bag? Are those free? Are those for everybody right there, those free bags? Can we get one? Guys, you gotta make some noise if you want a bag. Come on, get rowdy. We have four, we have four. thank you very much. Westminster Water Division. Ở đây là của đoàn xe thủy của thành phố Westminster. Có lời khuyên khuyến khích tất cả nước chảy ra từ mọi nơi trong nhà đều an toàn để uống, thưa quý vị.